Hello các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết cái bài toán số 6. Cái câu số 6 nha. Bài toán số 1. Thì chúng ta sẽ có một cái resource là từ cái con for nó mình pin tới cái địa chỉ IPv6 như thế này, chỉ có vậy thôi. Các bạn tự phải vào tìm hiểu và giải quyết cái bài toán này. Mình sẽ vô mình tìm con for đây ha. Rồi chúng ta sẽ quay lại đi mình pin thử cái địa chỉ này nó như thế nào. Bin rồi vậy thì bin không có được, bin cũng được thì mình mới giải quyết cái bài toán đó chứ, mà con for thì nó nói như R25, vậy thì mình sẽ kiểm tra tiếp là R25. Đầu tiên á mình cũng phải quay lại con for mình kiểm tra kỹ hơn tí xíu nha. Sau IPv6 interface bridge cái hả, chúng ta sẽ thấy là địa chỉ của nó là 2001 CCIBEF25100. Rồi vô con R25 sau cái công kết nối mà có với con phone sau IPv6 interface bit thì không sẽ không rồi cùng lớp mạng này, sau cái dấu hai chấm là địa chỉ IP và phía trước là lớp mạng thì ID lớp mạng đúng rồi, thằng chấm một hay thằng chấm 100, coi thử coi IPv1 có default root chưa. Rồi root chưa, con R25 chính xác là con IPv1 không có vấn đề gì ha. Rồi mình chốt độ lái bây giờ tới R25 sau IPv6 root, chúng ta sẽ thấy không có cái root nào hết. Vậy thì đương nhiên á cái con IPv1 chạy tới con R25 hỏi thì nó rớt, đúng rồi, đâu có cái root nào tới cái địa chỉ mạng mà chúng ta muốn đâu, địa chỉ 2001 bởi cái F26 này. Vậy thì chúng ta phải đi tìm cái mạng nó nằm ở đâu. R25 này thì nó nói có hai, R25 này càng dở nữa, nó nói chỉ có một đường lên R22, kiểm tra R22 thôi. Mình không có nhớ cái địa chỉ thì bây giờ mình sẽ quay lại sau IPv6 root cái trước rồi mình sẽ tính tiếp ha. Chúng ta sẽ thấy là R25. Sau không thấy cái root nữa luôn các bạn ạ. Thật. Oh my god luôn á. Cái root không thấy cái root gì cả. Bình thường 2001 BF cà phơ 26 cầu xong rồi 22 không thấy, chắc chắn là cái con trên con R22 thì thôi. Sau IP root thì chúng ta sẽ không thấy bất kỳ một cái root nào, bây giờ làm sao đây, căng quá. Vậy thì chúng ta phải xác định được là nó sẽ root cái IPv6, nó sẽ root, sử dụng cái giao thức root là gì. Ở trong này static đó, nếu mà thêm static vào thì lập tức nó đưa vào trong cái bản root ngay, cho dù là có hay không có gì. Còn đối với dynamic root thì nó phải kiểm tra từ cái mạng này có hay không, nếu có thì mới đưa vào trong cái bản root. Thứ hai nữa, đưa vào bản root thì giá trị distance metric được cái kiểu nữa, tuy nhiên mấy cái đấy thì nó sẽ không liên quan trong cái này. Đây này, mình chỉ có một root thôi mà, mình đâu có load balancing gì đâu, đúng không? Mình chỉ còn pin tới được thôi mà, nhưng mình lại không thấy cái root nó đâu hết. Vậy thì nó sẽ root bằng cái gì? Mình coi thử IPv6 của mình đang sử dụng giao thức root gì. Bật to lên mình coi. Hầu hết là mình sẽ không có thấy cái static root nào hết. Vậy thì nó đang xài BGP các bạn. Chỉ có mỗi cái giao thức root duy nhất là BGP và OSPF, mà OSPF không có cái IPv6. Vậy thì chốt lại là BGP ha. Rồi BGP thì kiếm ra neighbor thôi các bạn. Cái số gì được customary. Rồi có một cái thằng neighbor đây là cái thằng chấm 12 này. Vậy thì mình coi thử cái mạng này nó nằm ở đâu. IPv6 sau BGP IPv6 sau IPv6 interface bridge 226.2 26.2, vậy là con E1 sẽ không, vậy là con R26 rồi. Là bờ tới R26 đây, mình kiểm tra thử BGP tại sao. Mình thấy có active rồi nè. Cũng có cái active rồi đây, cũng có cái neighbor với thằng chấm 12 này. Bản thân của mình là chấm bao nhiêu? 13.
rồi mình nabr dưới thằng 12, cứ con cái không E1 sẽ không là con R26 là có hết rồi này các bạn. Tuy nhiên tại sao nó lại đai thì mình thử clear IP, clear BGP 26 unicast sao thằng 18 up này, active reset thằng 18 thì up, những cái thằng này thì nó lại đau. Remote AF 1001 Ambassador 26 12 cây, đúng rồi. Ok, chắc mình qua con này phát. Khởi động lại nó. Ồ, up lại nghe các bạn thấy không? Lỗi lỗi và cái lỗi vào cái PV thôi các bạn. Con R26 đó mình không có truy cập được đâu. Mình qua thôi, con R26 này mình cũng không biết bắt buộc. Rồi, up lên. Vậy thì bây giờ mình sao IPv6 rút lại thì có cập nhật cái rút gì không? Sau BGP IPv6 Unicast Summary Unicast thôi các bạn ạ, để coi thử nó học được cái rút nào không. Ok, chúng ta đã học được cái rút 201 ai cà phê đây. Cà phê đây pin tới cái địa chỉ 26 rồi, từ 22 pin tới thưa kỹ rồi, có một cái có một cái hy vọng pin được, giả là từ R22 pin được, xong rồi xuống dưới con R25 chúng ta coi thử sau BV 26 Unicat. Chúng ta nhận được cái rao này luôn rồi nè. Tuy nhiên á, chúng ta sẽ thấy là pin có được hay không mới là cái điều mà chúng ta muốn. Copy cái con trên này và post vào 25 thì pin được, và là pin cũng được. Thì lý do thì tại sao mình sẽ thấy là cái network nó sai này. Mình sẽ show IP và show interface bridge này, các bạn thấy này. Cái con S4 sẽ không, S4 sẽ không. Chúng ta sẽ thấy là chấm 18 225 BEF 2225 18. Mà sao trong cái này mình sẽ thấy có một cái vấn đề là chúng ta sẽ còn phải chú ý là cái network nó bị sai. Mà cái IPv6 các bạn sẽ biết là cái network nó sẽ gỡ, là không phải là từ bản thân nó chỉ chỉ định cái network, mà là từ cái người neighbor, từ cái đối diện mà neighbor của cái thằng R25 là R22. Vậy thì mình sẽ sâu lên R22 coi thử cái network. Chúng ta sẽ thấy đó, là không có chỉ định gì cái vừa cái network ở trong cái IPv6 kia. Nó có một cái câu lệnh là chỉ định network ở dưới này. Vậy thì network á nó đỡ là chấm 17 17 ra là chỉ của nó của cái công nào. Sau IP intersect grid chúng ta sẽ coi cái S4 sẽ không là 17 là bản thân nó này. Network là chấm 17. Giới thiệu là cái network là bản thân nó, có nghĩa là khi chúng ta giới thiệu một cái địa chỉ mạng này tới cái con từ R22 tới con R25 đó, thì với cái địa chỉ network là 2001 là địa chỉ của bản thân nó. Rồi chúng ta sẽ vào dở thôi, cái này mình còn filter router BB6 R2 là 1 2 3 4 5 address family IPv6. Chúng ta sẽ copy cái roadmap này, red roadmap này nó đang cho cái network và bản thân của R22 cho R25 biết nè. Mình sẽ gõ neighbor, neighbor là mình điền cái địa chỉ của R25 vô. Lý do tại sao mình biết cái chấm 18 này là của 25, tại vì mình nhìn thấy ở trên này nè, cái ES bus này 65.1001 là cái ES của cái con R25 các bạn.
thì chắc chắn là cái địa chỉ này là neighbor của con R25 rồi. Good map. Net hop out. À, khi mà chúng ta sử dụng cái câu lệnh mà neighbor mà mình xét một cái profile là net hop out, và cái profile net hop đấy thì bây giờ mình sẽ show ra thử nó xét cái net hop là địa chỉ nào. Nó sẽ cái nếu hốt chính là cái địa chỉ của cái cổng S4 của nó này, có nghĩa là mình sẽ quăng bé tất cả những cái lớp mạng xuống cái con R225 này, R25 nhận được và cho cái network về chính cái địa chỉ S4 sẽ không là cái cổng của R22, thì đó mới là chính xác. Và bây giờ nha, mình show lại cái thằng này thử đúng chưa. À, các bạn thấy đúng rồi này nha. Rồi bây giờ mình thử pin pin các bạn thấy pin chưa được, lần này không hiện chữ U nữa nhưng pin lại không được, U là không biết được đi, còn pin bây giờ thì lại chấm chấm chấm, có nghĩa pin fail. Thì mình thử tracer ở cái địa chỉ này đi được tới thằng 17, nhưng thằng R26 thì đi được tới cái network tiếp theo sau cái thằng R22 là không được. Lý do tại sao thì mình sẽ sau run set PGP. Mình sẽ có quăng bé cái mạng của mình, tại vì mình đang sử dụng PGP quăng bé thì mình sẽ sử dụng câu lệnh network. Mạng của mình là 225.128, rồi mình sau run thử interface S4 sẽ không 225. Ok, mình là sẽ 64 nha, chứ không phải là sẽ 128. Mình thấy 128 là sao này, tại vì á mình đi lên mình rồi 25 là biết đi đi lên đây là đi ra cái địa chỉ là chấm mà mình muốn tới rồi, địa chỉ mà trong bài nó yêu cầu rồi. Nhưng cái thằng R26 ấy thì nó nhận cái nó đi vào thì nó lại không biết đường, tại vì á mình đang quan bé to cho cái thằng R26 biết cái đường là sẽ 128, mà 128 này á thì nó lại không có đúng, mình là 64 mà. Bây giờ BB 65 101 address IPv6, mình sẽ bỏ cái 128 này đi, mà nó quăng bác cũng sai luôn nhé. Sau cái dấu hai chấm là cái địa chỉ IP thì cái đây địa chỉ IP mình không có quăng bác cái địa chỉ IP, mà mình quăng bác cái network thì mình sẽ bỏ cái địa chỉ đi, bỏ địa chỉ sau cái dấu hai chấm đó chính là cái network, rồi mình điền vô 64. À, đúng chưa, đâu biết đúng hay không thì mình sau đu sau run interface S4 sẽ không nha, bạn sẽ thấy nè S4 sẽ không. Ồ, không đúng, không đúng nha, không đúng không đúng không đúng. Hồi nãy mình coi lại là mình quật lại là 28 là nó viết nó network sai nè, cái network này nó viết sai luôn nè, mình phải viết đúng theo kiểu nó. Ở đây các bạn network nó sau 225 xẹt 64 như vậy mới đúng, sau dấu hai chấm, dấu hai chấm nằm sau cái chỗ là 225 nhé. Còn nãy nó viết đó là các bạn sẽ thấy này, dấu hai chấm nằm trước 225, có nghĩa là quan bé nó quật sai luôn này, chứ cũng không có đúng đâu. Và một lúc mà mình xuống mình sửa lại cái lần đầu tiên đó, là mình lại sửa lại 64, cái này thì không đúng, cái này thì nó quật này, mình thiếu cái 225, mình thiếu cái ID là này, mà mình quan bé trước cái thằng 225 dấu hai chấm nữa thì nó quật đã lớn quá không có đúng. Rồi mình quan bé như vậy đúng rồi, mình thử pin lại thử thì để được chưa, copy cái địa chỉ hồi nãy mà mình pin. Thì chúng ta thể thấy là pin chưa được, tại vì cái thằng BB nó hỏi tụ root cũng hơi lâu quá. Mình sẽ sau run lại thử, mình đảm bảo là mình đã quăng bác cái network của mình đúng chưa nha. 2011 CVV 25. Rồi, xong thành 22 luôn. Không được, thử thành IP phone, thử phone luôn. Từ 25 mình đi cũng được, nhưng biết đâu thành phone mình đi được, tại vì mình không có vào được thành R26. Thì mình sẽ thấy là nó có thể nó filter, nó không cho phép cái đoạn giữa cái đoạn mạng mà từ bắt đầu rồi 225, có nghĩa là nó không cho phép cái đoạn mạng này đi vào trong cái con R26 chẳng hạn, mà nó chỉ cho phép cái đoạn dưới này nè. Vậy thì bây giờ mình sẽ phải kiểm tra lại thằng R25 là mình quăng bác cái đoạn, cái lớp mạng ở phía dưới thằng R26 biết chưa, cái lớp dưới này nè các bạn,
lớp E không sao không nè. Đấy là cái suy luận của mình và mình bắt buộc phải kiểm chứng nó. Cho IP V6 interface ra E không sao không bridge E không sao không sau run interface E không sao không luôn cho nó nói. Ở đây ha. Vậy thì mình sẽ copy cái network này. Mình sẽ computer router IP 65.101 address là 16. Network mình có copy vào mình sẽ 64. Rồi. iPhone thử mình thử biết thử được không? Đồng thời mình gõ luôn cái câu lệnh clear để giúp tăng cái nhanh cái quá trình hội tụ IP v6. Unicast. Sao short out là gợi đi các bạn. Chúng ta sẽ kiểm tra lại. Ok, tuy nhiên chúng ta sẽ thấy một cái vấn đề nữa là chỗ này này các bạn. Cái net hop out mình xét cho thằng 17 á, là với cái địa chỉ net hop không phải là cái interface của con R25 mà chúng ta lại xét một cái địa chỉ 7 rồi. Chúng ta quay lại R22 này, chúng ta sẽ show BGP IPv6 Unicast. Chúng ta sẽ thấy này, nó không thằng R22 nó sẽ nhận được một cái root nào từ cái con R25 bằng bé lên cả. Tại vì cái net hop của mình nó sai này các bạn, mình sẽ vào trong này. Rồi mình đu sâu run interface S4.0 đang nói với con R22 ra, mình copy cái này. Địa chỉ của nó chính là cái net hop. Trước khi copy địa chỉ này mình phải bỏ cái net hop này đi. Set IPv6 net hop rồi copy cái địa chỉ của cái con S4.0 R25 quảng bá ra và R22 mình sâu BB Unicast lại ha. Rồi nhanh thì mình gõ câu lệnh clear IP clear BGP IPv6 sao shop Unicast sao shop in sao BGP IPv6 Unicast ha. À các bạn sẽ thấy nè, nó nhận được hai cái route từ R8 nè, từ R25 nè. Rồi bây giờ thực hiện câu lệnh pin lại từ R25 thứ được không nha, xong rồi mình mới thực hiện trên đó R25 pin được này. Giả là R26 nó không hờ filter cái đoạn mạng nào ra, nó cho pin thoải mái từ R25 pin cũng được, từ R IPv4 pin cũng được luôn ha. Xuống con IPv4 mình sẽ pin thử. À các bạn đã pin được ngay rồi, xong như vậy đó. Thì mình tóm lại trong cái buổi troubleshoot này nó hơi khó hơn so với những cái buổi troubleshoot khác là tại vì nó IPv6. IPv6 á, ví dụ từ con R22 mà muốn quảng bá cho cái con R25 biết thông qua BGP á, biết những cái lớp mạng mà từ R22 nó có thì nó phải quảng bá kèm với cái net hop là cái cổng của nó. Địa chỉ của net hop á. Và tương tự R25 mà muốn quảng bá cái mạng ở dưới đây của nó cho con R22 biết á, thì khi mà quan bé lên trên R22 đi ra con F4.0 thì phải kèm với cái nến hốt của con F4.0. À, rồi.